đây chúng ta sẽ tiếp tục tục với chúng tôi làm video rồi. vừa làm video là vừa đánh vào để giải thích các cái nghiệp vụ kinh tế cho các bạn đâm ra là các bạn à, sẽ xem nó khá là chậm nhưng mà rất là kỹ các bạn nhé à, tiếp tục với à, nhập kho nhập xuất kho nội bộ đây đầu tiên là chúng ta nhập kho, à, phần hai là xuất kho. À, trong phần nhập kho thì các bạn lưu ý này, một là nhập kho thành phẩm sản xuất, cái thứ hai là nhập nguyên vật liệu do dùng dùng không hết, nhập ngược lại kho. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ. Này. Cái việc nhập kho thành phẩm ấy, sản xuất thì nó có hai cái mô hình chính. Thứ nhất là công ty sản xuất đơn thuần đơn thuần có nghĩa là như thế nào? Cho nguyên vật liệu vào và có sản xuất ra sản phẩm. Rồi, cái phần thứ hai là như thế nào? À, công ty sản xuất công ty này là sản xuất sản phẩm nhiều công đoạn. À, tôi lấy ví dụ ở đây là một công một công đoạn bán thành phẩm và một một công đoạn và công đoạn cuối cùng công đoạn à, thành phẩm ở đây ví dụ như cái trong cái công đoạn bán thành phẩm này thì có thể có nhiều cái công đoạn khác nhau ví dụ như à, ở đây à, có nhiều công đoạn khác nhau đúng không À, để sản xuất ra được một cái sản phẩm thì chúng ta qua ví dụ như, qua bốn bước thì đương nhiên là có bốn công đoạn để sản xuất ra sản phẩm thế thì ở đây tôi ví dụ ở đây ấy, là tôi tách ra cái tài khoản 154 một là cái tài khoản chi phí sản sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ à, này là cuối kỳ của sản xuất ở trong phần mềm ấy thì tôi tách ra hai tài khoản 1542 là tập hợp cho chi phí công trình ở tắt bớt cho nó đỡ rườm già đúng không Thế thì tôi phải giải thích rõ cho các bạn thế này ở trong cái tài khoản này tôi tách ra thành 15411 là bán thành phẩm và 15412 là thành phẩm Thế ở đây này, trong quá trình chúng ta làm, nhé. Trong quá trình chúng ta làm phần mềm hoặc là chúng ta không sử dụng phần mềm cũng thế. Các bạn tập hợp chi phí này. Hợp chi phí về 15411 là bán thành phẩm, đúng không? Và 0.154112 là thành phẩm. Thế thì ví dụ như sản xuất ra bán thành phẩm rồi, sau đấy các bạn lại bổ sung tiếp chi phí để sản xuất ra cái thành phẩm. Thế thì rõ ràng là các bạn tập hợp về cả chi phí cả hai tài khoản này Khi thì hạch toán vào tài khoản này, khi thì hạch toán vào tài khoản này Thế thì trường hợp nó xảy ra công đoạn nào bổ sung chi phí công đoạn nào thì các bạn hạch toán vào tài khoản đấy Đối với thông tư 200 ấy thì nó có một cái đặc trưng là các bạn tập hợp chi phí về các cái tài khoản đầu 6 Và tài khoản đầu 6 chúng ta cũng sẽ mở theo cái kiểu như thế này Trừ các cái tài khoản mà chúng ta không cụ thể được của cái công đoạn nào thì chúng ta bỏ chung và sau này chúng ta sẽ sử dụng tính năng phân bổ cho từng tài khoản phân bổ về tài khoản này, các tài khoản này cho công trình. Tức là về nguyên lý làm giá thành, ấy. thành là phải có hai bước phân bổ. Nếu mà các bạn ứng dụng phần mềm mà nó không có được cái này thì các bạn cũng quẳng nó đi cho nó nhanh. Tại vì nó có làm được cái gì đâu về giá thành đâu. Cái thương mại thì thương mại thì thương mại thì là phải có cái phần chiết uh, khấu giảm giá theo, khuyến mại theo đúng thời điểm cái, cái khoảng thời, thời, điểm đúng không các bạn bán hàng không có các cái chương trình khuyến mại theo cái khoảng thời gian ví dụ như sắp tết rồi là uh, ngày lễ gì đấy các bạn tổ chức thì phần mềm nó phải có được các cái tính năng đấy thì mới là làm phần thương mại nó mới sướng còn không làm được thì các bạn cứ làm bo thôi đúng không làm phần mềm mà cũng vừa làm cả ngoài sale nữa thì vất vả quá ở đây làm giá thành là phải có hai bước phân bổ thứ nhất là phân bổ tài khoản phí về tài khoản 154 hoặc là bất cứ một tài khoản nào theo tỷ lệ nào đó. À cái này thì cái tỷ lệ này thì rõ ràng là có thể theo cái tỷ lệ tổng chi phí trên từng tài khoản chẳng hạn. Nhưng mà nó phải phân bổ ví dụ tôi nói thế này, cái tài khoản 627 nó chung chung bảy nó chung chung ấy. Các bạn làm nhiều công đoạn mà các bạn không biết là cái thằng này nó nằm ở công đoạn nó có những cái khoản chi phí ví dụ tiền điện sản xuất các bạn không biết là nó sẽ đưa vào cái 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 công đoạn là bán thành phẩm hay là thành phẩm bao nhiêu. Thế thì nên căn cứ vào tỷ lệ ví dụ nguyên vật liệu. À, thế nguyên vật liệu nhưng mà lại để, để à, có khi cái phần điện ấy, thì nó lại sử dụng cho cái phần thành phẩm nhiều hơn là phần bán thành phẩm thì chúng ta phải có một cái cái phần cái cái tỷ lệ nào đấy để chúng ta À, phân bổ à, Cái đấy là do các doanh nghiệp tự xây dựng các cái tỷ lệ thế thì ở đây nó phân bổ về một năm tư một một năm một hai bao nhiêu nó rất cụ thể đây là bước phân bổ thứ nhất bước phân bổ thứ hai là về đến một năm rồi ấy, thì thì phải phân bổ cho các sản phẩm vì nó về đến 1 năm tư rồi nhưng mà các bạn nhìn thấy không? À, nó cứ ở 1 năm tư mà không cụ thể của sản phẩm nào. Thì các bạn phải phân bổ tiếp cái chi phí này vào phần giá thành để tính ra được cái giá thành của một đơn vị sản phẩm. Cái thứ hai là các bạn nhìn thấy chúng tôi đã nói rất rõ phần này này. Là cái phần tôi nói rõ một cái cái này để tí nữa tôi làm cái phiếu nhập kho các bạn không thắc mắc. Thứ nhất là khi chúng ta tập hợp chi phí về đây hoặc cái chuyển nó về đây rồi ấy <laughs> thì có nghĩa Là phát Phát sinh Nợ Các tài khoản này Đã có Đúng không Chúng ta tập hợp về đấy rồi Thì trên bảng cân đối phát sinh Nó đã có cái, cái, cái phát sinh nợ rồi Đúng không Thế thì vấn đề bây giờ chúng ta Chưa có Phần Phát Phát sinh trong kho Đấy Thế phần phát sinh trong kho là phần nào phần vật sinh trong kho chính là phần giá thành đơn vị. Thế lúc này nhập kho định khoản nào? Nhập kho định khoản. Thế này. Nếu là đơn vị sản xuất đơn thuần. Đơn thuần như tôi nói ở trên đấy là không có dở dàng có nghĩa là cứ sợ đưa nguyên vật liệu vào sản xuất thì một lúc sau hoặc là một ngày sau đã có thành phẩm luôn thế chỗ này chúng ta sẽ hạch toán là nợ 155 có 154 thế nhưng mà trường hợp mà doanh nghiệp mà lại sản xuất nhiều công đoạn thế thì nhập nhập kho theo từng công đoạn như sau như sau cái phần này là tôi nói cho rõ ràng này chúng ta nhập lần thứ nhất ví dụ nợ 15411 cũng ghi có 15411 có nghĩa rằng chỗ này cái này này nghiệp vụ này chỉ để nhập số lượng vào kho và không lên lên sổ cái à, đây sổ cái có nghĩa là cái sổ bảng đôi phát sinh gọi là cái sổ cái tổng hợp nó vào sổ các cái loại sổ sách thì hiển thị giá trị không phải là số lượng thế thì ở đây chỉ nhập số lượng thôi các bạn nhé giá trị do tính tính giá thành sẽ được áp vào ở đây là quy trình làm này nhá có nhiều phần mềm ấy bắt các bạn là thế này cứ bán thành phẩm cũng đưa nhập kho 155 rồi quay lại xuất vào 154 xong lại ra lại sản lại nhập vào 155 lại xuất vào 154 thế là cuối cùng một đống 155 mà toàn bán thành phẩm mà bản chất của 155 đó là thành phẩm chứ nó không phải là bán thành phẩm mà cái phần này là cái phần phát sinh nợ đã có rồi Thế thì chúng ta chỉ cái cái chúng ta đã tập hợp chi phí nó về đây tôi cứ sợ các bạn là cái chỗ này các bạn không hiểu là cái khó khăn nhất của chúng tôi khi theo cái quy trình kế toán này các bạn đã có phát sinh nợ ở đây rồi quy trình kế toán này cái này bình thường các bạn cũng chỉ làm nhập kho thôi để lên giá thành thôi chứ các bạn không còn làm cái 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 cái, cái, cái giá trị vào nữa thế thì ở đây chúng ta làm tiếp như nào chúng ta xuất kho bán thành phẩm công đoạn 1 một, một vào công đoạn 2 Nếu có nhiều công đoạn Nếu hai công đoạn Thì chúng ta Nói chung là chúng ta vẫn giải toán như thế thôi Chỉ có phần nhập kho là chúng ta Có khác đây Chúng ta xuất bằng cách Định khoản nợ 15412 có 15411. Có nghĩa là chúng ta chuyển từ cái thằng này, đưa vào cái thằng này để sản xuất tiếp công đoạn 2. Thế thì ở đây nó là cái gì? Nó là giá thành công đoạn trước chuyển sang. Không phải cái việc xuất này các bạn này, nhập kho lên 155 mà các bạn lại nhập kho này, ghi nợ 155 có 15411. Sau đấy các bạn lại xuất kho từ 155 mà năm năm chuyển về nợ 15412 có 155 năm năm, thì các bạn thấy nó vô lý không? Nó quá vô lý đúng không? Nó có phải là thành phẩm đâu, nó, nó là bán thành phẩm. Thế thì cái này chính là cái cụ thể là nguyên vật liệu của công đoạn trước chuyển sang. Nhưng mà về ý nghĩa là nó như thế nhưng các bạn hạch toán các bạn phải để ý chỗ này. Chứ không thể làm cái kiểu là cái Ừ, rõ ràng là tập hợp xong đi một vòng rồi thì tôi nói các bạn tổng hợp Phát sinh đối với cái phần kho Là nó bị mấy vòng Nó sai, sai bản chất ấy. Sai bản chất là Ví dụ như này Đáng lẽ là nó nằm ở 154 Thì nó là phát sinh thêm cả 155 Là cái phần rôi ra của cái bán thành phẩm Thế thì bán thành phẩm mới Nguyên tắc là nó chỉ được có 2 tỷ thôi Các bạn cứ làm mấy vòng Thế là cuối cùng cái phát sinh nợ 155 Nó lên đến 5 tỷ Dĩ nhiên là sau đấy phát sinh có Thì nó cũng bù trừ bớt đi nhưng mà như thế là nó cũng vô lý Tại vì nó dở dang ở bán thành phẩm nó là dở dang Chứ không thể dở dang lại ở, ở 155 Tôi cứ lo nhất là cái chỗ này các bạn không hiểu Tại sao lại cứ phải nói dài đúng không à, Đây là xuất kho đúng không Tiếp theo này Nhập kho Nhập kho ở các công đoạn thì như cái chỗ này nhá Nếu mà nhập kho công đoạn 2 thì các bạn lấy là 154, 12, 154, 12 nhé Thế nhập kho thành phẩm. phẩm Ở công đoạn cuối cùng Ở công đoạn cuối cùng Đó Là công đoạn ra thành phẩm ấy Là nợ 155 có 15412 Ví dụ như ở đây 15412 nó là cái công đoạn cuối cùng tập hợp chi phí của thành phẩm Thế thì ở đây cái phần nhập kho nó được định khoản như thế Tôi nói rõ cho các bạn như thế chứ không các bạn lại không hiểu là như thế nào à, Đến lúc này... À lại thắc mắc tại sao ông này ông lại làm uh, như thế này. Nhưng mà về bản chất như thế thì giá thành nó lên hết cho các bạn không có cái gì cả. Tôi thì tôi nghĩ là phần mềm thì nó phải đáp ứng được những cái đấy và tôi làm thực tế cho rất nhiều các công ty sản xuất sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập kho thành phẩm này. Như sau, chúng ta vào đây chúng ta chọn thêm mới. Chúng ta chọn thêm mới thì ở đây chúng ta là cho ông Nguyễn Thủ Kho đi ông Thủ Kho ông Vật Tư đi ông đâu rồi ông Tư đâu rồi ở à đây Nguyễn Văn Tư gọi là Vật Tư đúng không nhập kho thành phẩm này các bạn nhìn thấy này mã hàng đầu tiên chúng ta sẽ nhập kho bán thành phẩm sản xuất được ví dụ như đây là gạch mộc gạch mộc bán thành phẩm ở cái công ty sản xuất gạch này thì nó sản xuất là ra là cái thằng này đầu tiên là công đoạn bán thành phẩm này ông sản xuất ra gạch mộc trước 15411 đây số lượng là 5.000 viên đơn giá chưa có khi tính giá thành nó sẽ lên áp vào cho các bạn luôn giá thành luôn à, thế thì cái phần nhập kho thế này thôi đúng không thế cái cái phần phát sinh nợ tôi đã nói là của chúng ta đã tập hợp về đấy là nợ 15411 là đã có rồi Thế đây là nhập kho bán thành phẩm nhá, lưu này. Chúng ta làm tiếp một cái là nhập kho thành phẩm. Thế nhập kho thành phẩm là nhập kho cái gì? Cái gạch mộc đặc này thì nó sản xuất ra cái gạch đặc A này. chúng ta chọn kho là 155. Chúng ta nhập kho thành phẩm á, bán thành phẩm năm 5000 viên thì chúng ta nhập kho có 3000 viên uh, thành phẩm rồi. Có nghĩa là giống như kiểu mà chúng ta có uh, mồ có một, có một giống như kiểu mà chúng ta à, đưa vào có 3 2 viên chẳng hạn để đốt ra được cái gạch đặc A này thì nó hao hụt mất 200 viên nó vỡ à, thì nhập kho được 30 30 viên 3, 3, 3 000 viên thì cái phần hao hụt đấy thì các bạn biết là cái phần hao hụt đấy là cái phần nó được tính vào cái gia thành thì bản thất bản chất của nó là để sản xuất ra được chừng này thì các ông kia phải vỡ đi thì tôi mới có chừng này các ông kia mà không không vỡ còn cái phần vỡ đi mà các bạn thu gom sau này có thể bán đi thì nó được đưa vào cái thu nhập khác các bạn nhé. Ở đây khi, khi nhập kho thế này này các bạn nhìn thấy không? ghi nợ tài khoản 155 thành phẩm nhập kho và ghi có tài khoản cuối cùng công đoạn cuối cùng là nhập kho thành phẩm là công đoạn sản xuất thành phẩm. Thế chúng ta chọn lưu ở đây thì đối tượng là Nguyễn Văn Tư đi ông Tư này ông vật tư đúng không? Thế bây giờ nhập kho trường hợp như nào? Trường hợp nhập kho nguyên vật liệu sản xuất không hết à, đưa vào dùng không hết chúng ta ví dụ như là nguyên vật liệu thằng này chẳng hạn 152 đấy thì ở đây à, nợ 152 và có ở công đoạn nào thì chúng ta nhập chúng ta phải biết là cái phần này chúng ta đưa vào công đoạn nào để sản xuất mà dùng không hết ví dụ như ở đây 15411 thì ví dụ như đưa vào à, nhập ngược lại kho cái giá này sau tính giá bình quân nó ra các bạn nha các bạn không bận tâm giá nhé đây chúng ta chọn lưu Thế là đã xong tất cả cái công đoạn này rồi Tất nhiên sau này chúng ta lại cứ Đưa vào dùng tiếp chúng ta lại xuất nó ra à, đấy, Nếu các bạn mà không làm với nhập này Mà các bạn cứ để đấy sản xuất luôn thì các bạn à, Nó cũng sẽ Gây ra cái việc là Cái bán thành phẩm phải chịu quá nhiều chi phí Đây là phần nhập kho nhé Bây giờ phần xuất kho này tôi nói rõ cho các bạn này À nhưng mà cái phần xuất kho này tôi sẽ nói ở bên cái phần ấy đi. Phần phần. Thôi à, thì nói luôn ở đây, đang định làm riêng một video nhưng mà thôi thế này chung luôn được. À cái nhập ở đây chúng tôi là làm cái phần này là phần nhập xuất kho, giá thành sản xuất nhé Còn cái phần xuất kho cho công trình tôi sẽ làm riêng, không không làm ở đây ở đây chúng ta tiếp theo này chúng ta sẽ nhập kho này nhập kho này, xuất kho ông tư này đi xuất cho ông tư nhá ông tư này ông thủ kho chúng ta xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất này ví dụ đá 12 152 đấy chúng ta ghi nợ tài khoản 15411 chúng ta biết là xuất nguyên vật liệu để vào công đoạn nào đấy chúng ta ở đây ví dụ chúng ta xuất 500 đi 500 nhá đơn giá các bạn thấy là nó sẽ tự tính nhưng khi đã ghi có tài khoản 152 nó là nguyên vật liệu chúng ta phải chọn cụ thể là khoản mục chi phí là nguyên vật liệu như thế này các bạn nhìn thấy không ăn lưu phát nó không cho này nhìn thấy đấy thấy chưa các bạn nhìn thấy ghi sổ không thành công đúng không tức là đã hạch toán vào 154 thì kiểu gì các bạn cũng phải cho vào cái tài khoản cho vào khoản mục phí dĩ nhiên đối với thông tư 200 này các bạn chỗ này là 621 chứ không phải là 154 nhé lưu thì nhiều loại vật tư thì các bạn cứ chọn tiếp các dòng dưới này các bạn xuất ra thôi. Đây là trường hợp xuất nguyên vật liệu. Nhưng mà có một cái nữa tôi nói các bạn thế này. Nếu các bạn làm giá thành theo phương pháp định mức thì nó lại vấn đề khác. Đây là có xuất theo định mức. Đây. Nhưng các bạn xuất theo cái này có nghĩa là các bạn phải biết được là các bạn xuất cho đối tượng nào. Là phần thứ nhất. Nếu có những cái nguyên vật liệu dùng chung mà nó vẫn là nguyên vật liệu nhưng mà không biết cụ thể của sản phẩm nào. Ví dụ trong cái công đoạn này nó có 50 sản phẩm cơ, nó không phải là một sản phẩm. Thế thì các bạn sẽ bỏ trống ở chỗ này. Không chọn đối tượng nào cả vì cái nguyên vật liệu này sau cuối kỳ chúng ta sẽ phân bổ theo những cái nguyên vật liệu nó đã cụ thể từng sản phẩm. Thế ví dụ như ở đây là chúng ta biết là chúng ta xuất thằng này ra và làm bán thành phẩm nhá. Chúng ta xuất tiếp cũng là thằng này. 15411. Ở đây rưỡi nữa ở đây lại sản xuất cho công thằng thành phẩm thứ hai bán thành phẩm thứ hai đấy thế thì là các bạn chọn cụ thể này thế thì ngon quá rồi đúng không phần xuất kho cho bán thành phẩm chúng ta đã có được cụ thể nguyên vật liệu cho từng đối tượng đây là xuất kho cho bán thành phẩm đấy rồi ok bây giờ chúng ta làm gì nữa chúng ta xuất kho bán thành phẩm từ công đoạn 1 sang công đoạn 2 xuất kho bán thành phẩm từ công đoạn 1 sang công đoạn 2 À, bán thành phẩm gạch mộc đằng này chúng ta nhập kho là 154 ở kho 154 chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 15422 tức là công đoạn 2 đưa vào để, để, để đốt nó ra thành phẩm luôn đấy 15412 này Nhìn Thấy không? ở đây chúng ta à, sản xuất sản phẩm cái này là kiểu công trình tôi tổ chức cái hệ thống tài khoản thì nó cũng lòng hoàng cái, cái đào tạo đấy cái xử lý sửa lại đúng không Đây là 15411 để chuyển sang công đoạn 2 công đoạn thành phẩm chúng ta đưa gạch vào đốt là nó ra thành phẩm thế thì ở đây xuất là phải ghi có thằng này ghi nợ thằng này ở đây tiếp theo số lượng ví dụ chúng ta xuất 5.000 thành tiền khoản chi phí nó là công đoạn trước chuyển trang, nhìn thấy không như thế này thì nó mới lên được giá thành nó mới biết được là không phải chỗ này các bạn cứ chọn nguyên vật liệu đâu về bản chất nó là trong cái thành phẩm này này trong cái bán thành phẩm này nó tập hợp cả nguyên vật liệu cả nhân công cả chi phí chung đã được tính ra đây rồi nó không đơn thuần chỉ là nguyên vật liệu về lý thuyết học hành của các bạn thì nó rõ ràng nó là bán thành phẩm công đoạn trước chính là nguyên vật liệu của công đoạn sau nhưng đối với khái niệm trong thực tế làm kế toán thì rất nhiều người rất nhiều doanh nghiệp phải bóc tách được cái này thằng công đoạn trước chuyển sang bao nhiêu nguyên vật liệu bổ sung trong kỳ bao nhiêu chứ không phải là cứ ông cứ tấp vào nguyên vật liệu rồi chả biết là công đoạn trước chuyển lên bao nhiêu rồi là nguyên liệu bổ sung cũng không biết là bao nhiêu thế thì chúng ta sẽ sản xuất cái gạch đạc này bán thành phẩm này khi xuất lên như thế này thì chúng ta chọn chi phí nguyên vật liệu đấy đối tượng vào chi phí là để sản xuất ra thằng gạch đạc này đấy, ví dụ thế thế các bạn nhìn thấy không nó rất rõ ràng cho các bạn và các bạn làm giá thành nó dễ chứ không phải là khó khăn gì cả sau này chúng tôi sẽ nói về cái phần công trình à, phần phân bổ nữa thì các bạn hãy nhìn thấy nó không có gì là khó ở trong này cả đấy như vậy là chúng ta đã làm phần nhập xuất cho công uh, cho cái sản xuất sản phẩm mà cho doanh nghiệp sản xuất như vậy là tôi đã hướng dẫn xong phần nhập xuất nội bộ cho doanh nghiệp sản xuất sau tôi video sau tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức nhập xuất của các cái công ty kinh doanh xếp lắp nhớ các bạn nhé